Xin chào cả nhà, hôm nay em chia sẻ cả nhà về cái phần thi mà lấy xe ô tô B2 ở Hàn Quốc đó cả nhà. Thì em chia sẻ cho kinh nghiệm thi ở Hàn Quốc như thế nào, cho em nghĩ thì sẽ giúp được cho các chị mà mới qua Hàn, với lại các chị mà đang có dự định thi bằng lái xe á, ở bên Hàn Quốc á, có thêm một chút kinh nghiệm á như thế nào á. Và cái phần thi lý thuyết á, thì em sẽ để cái app ở bên hông, cái mà bên góc màn hình á, cho cả nhà tải về học là đậu 100%. Phần thi lái xe ô tô á, thi á thì sẽ có 3 phần thi: lý thuyết và thực hành trong sân và thực hành ở ở ngoài đường lộ lớn đó cả nhà. Phần lý thuyết thì sẽ tải cái app, và cái app thì em sẽ để ở bên góc màn hình cho cả nhà tải cái app đó về. Cái phần thi lý thuyết thì mình sẽ chọn được cái thi bằng tiếng Việt nha cả nhà, vẫn được thi bằng tiếng Việt ạ. Em sẽ nói về cái phần thi lý thuyết cho cả nhà nắm nhanh, cho nó dễ á. Phần thi lý thuyết thì trước khi đi đến đăng ký thi á, thì mình chỉ cần tải cái app về và học 900 mấy câu hỏi và câu trả lời. Thì theo cái kinh nghiệm của em á, thì em học xong là em thi liền luôn á nhà, nên là khi mà em học á, là em học khoảng 1 tuần lễ, thì học nắm vững những cái câu hỏi và cái câu trả lời trong cái app mà em đã tải về. Thì trong cái app đó có 900 mấy câu, thì khi mà em đọc và em nhớ được cái câu đó, thì ở trong phần cái app đó nó sẽ có một cái phần là thi thử. Thì em cũng có vô thi thử rồi mình mới đi thi thiền nha cả nhà. Thi thử khi nào mình thấy là mình thi khoảng 10 lần mà mình cảm thấy là mình tự tin thì mình mới đi đăng ký thi. Tại vì cũng không có phải mất tiền, trước khi đi thi thì mình chưa có mất tiền thi, nên là mình cứ thi thử trong cái app đó, mình thấy tự tin thì mình hãy đi đăng ký thi. Thì em bữa đầu tiên thì lần em thi thử thì cũng bị rớt 1-2 lần. Và cái phần thi thì mình sẽ có 40 phút và 40 câu. Nếu mà được 60 điểm trở lên đó, thì mình sẽ được đậu cái phần thi lý thuyết. Thì sau khi em học khoảng 1 tuần, thì 1 tuần sau thì em sẽ đến cái trung tâm mà thi lý thuyết. Thì mình sẽ được học một tiếng lý thuyết về luật giao thông và sự an toàn của luật của bên Hàn Quốc đó nha. Và mình đóng lệ phí thi là 10.000 won, là khoảng 200.000 tiền Việt. Và mình sẽ được kiểm tra mắt. Kiểm tra mắt thì khoảng 6.000 won. 6.000 won là khoảng 120.000 tiền Việt. Em nói tiền Việt ở đây cho cả nhà người Việt dễ hình dung số tiền Việt Nam mình á, khoảng thôi ạ. Thì mình cũng phải chuẩn bị là 4 tấm hình 46 và một cái giấy chứng minh nha cả nhà. Cả nhà có giấy chứng minh quốc tịch Hàn Quốc á, thì đem theo cái đó, còn không thì giống như em là người nước ngoài, còn là cái nên là có cái giấy căn cước nước ngoài đem theo. Và đến đó mình điền cái thông tin và mình nghe một tiếng lý thuyết của bên trường cho nghe và thi liền lập tức luôn cả nhà. Và đến cái phòng thi thì mình sẽ đến nộp hồ sơ và cô giáo sẽ biết mình là người nước ngoài. Và cho các chị mà có thi quốc tịch rồi á, các chị cũng có thể chọn được cái là ngôn ngữ tiếng Việt được cả nhà, ngôn ngữ tiếng Việt để mình thi. Thì em thi 40 phút và cũng hên, là rất là may mắn là em cũng đã đậu được cái phần thi lý thuyết chỉ có 1 lần thôi ạ. Cũng may mắn là sợ, cũng sợ lắm. Trước khi bữa thi thì em cũng sợ là thi gớt, nên là cũng tâm lý thì gia đình cũng nói là thi gớt thì đóng tiền thi lại, nhưng mà là cái phần thi thì mình thi, nên là mình cái áp lực của mình. Còn người nhà thì cứ động viên nói là em sao đâu, cứ thi đi, gớt thì mình có đóng tiền thi lại, nhưng mà là tâm lý người thi thì nó sẽ khác ạ. Em nghĩ như vậy, áp lực cũng cả nhà. Vô thi xong thì hên là may mắn là em đã đậu cái phần thi lý thuyết. Thì phần thi lý thuyết xong thì em xuống và em được nhận cái tấm giấy xác nhận là em đã đậu cái phần thi lý thuyết. Thì em về nhà thì em đăng ký trên cái trung tâm dạy lái xe. Ở trong cái trung tâm đó thì nó có cái chỗ để thi luôn á nhà, là cái phần là nó không cần phải đến cái điểm khác mà để mình thi. Thì cái phần thi thực hành đó cái nhà,
Đến đăng ký thì mình sẽ đăng ký, mình sẽ đóng tiền trước. Cái phí thực hành á là khoảng 759 won và 40.000 won. Tiền thi trong sân 50.000 won, phí thi đường lộ à, và phí bảo hiểm. Rồi mình em không biết thì các chỗ trung tâm của các chị như thế nào, nhưng mà là chỗ của em như vậy khoảng 17 triệu tiền Việt Nam mình đó cả nhà. Thì khi mà mình thi rớt cái phần thi nào thì mình sẽ đóng tiền cái phần thi đó lại, phí học phí phí thi thôi chứ không phải là phí học ạ. À, thì em có đăng ký phí học cái bằng lái xe, thì cái phần thi trong sân á là mình sẽ học được 2 buổi, một buổi là 4 tiếng và cái phần thi ở ngoài á là 3 buổi và 6 tiếng. Em đăng ký 2 buổi thi phần thi trong sân trước. Thì lúc mà chưa chạy xe thì nghĩ chạy xe không biết như thế nào, cũng tâm lý lắm. Nhưng mà là trước khi em học á, em nghĩ á là khi mà mình học lái xe, em nghĩ quan trọng là phải nghe được tiếng tiếng Hàn nha cả nhà. Tại vì á, khi mà thầy giáo dạy thì cũng là dạy tiếng Hàn, mà cái phần thi thì giảng thì mình phải hiểu thì mình mới làm được. Cái bài thi á, thì sẽ có cái máy chấm điểm là thi là bằng lệnh là làm tiếng Hàn. Nên là trước khi em đi thi thì em cũng học những cái từ vựng mới. Quan trọng là mình chỉ cần tìm cái những từ vựng mới thôi cả nhà. Giống như cả nhà biết tiếng Hàn thì cả nhà tìm những cái từ vựng, những cái từ vựng ở trên bộ phận xe. Giống như em thì em học mấy cái bộ phận trên xe này, xong rồi em học mấy cái lệnh lệnh gửi trái gửi phải đồ xe. Với lại cái phần mà mình thi á, khi mà cái lệnh thi mình phải nghe rõ thì mình mới làm theo cái lệnh được. Tại vì chấm điểm mà một phần mà mình không làm đúng cái lệnh đó thì mình sẽ bị gớt đó cả nhà. Cái phần thi đại học trong sân á, là sẽ 80 điểm, 80 điểm sẽ đậu. Mà em nghe nói là phần đậu ở trong đậu cái phần mà đậu xe á, là trừ điểm nhiều nhất. Thì phần thi đó thì em cũng hồi hộp lắm, ở nhà ngồi đợi mấy cái anh chị mà thi chung á, thì các anh chị thi cũng có người đậu người gớt. Thì em may thì em cũng thi một lần là em cũng đậu, số điểm cũng cao. Em nghĩ thì khi mà thi á, thì mình tự tin một tí, với lại á, là học 2 buổi đó thì nên là thi liền. Thì em học buổi sáng thì em bắt đầu em đăng ký thi buổi chiều luôn. Đặng cái lúc mà mình thi, lúc mà mình học buổi sáng á, lúc đó mình vẫn còn nhớ thì mình thi á, thì nó sẽ dễ hơn. Chứ mà để ngày hôm sau thì cũng được, nhưng mà là sợ về nhà rồi run nữa. Thì em chọn cái phần chiều là em thi luôn ạ. Em thi xong mà em đậu thì em rất là mừng. Thi xong thì em sẽ xuống cái phòng phòng và em đăng ký cái phần thi ở ngoài đường á nha. Thì ở trong sân thì cái này là cái giấy mà em nhận từ cái trung tâm á. Thì mỗi trung tâm thì sẽ có khác một cái tờ giấy khác nhau, nhưng mà là em không có biết như thế nào nên mà em không có, chắc là không có giống nhau. Tại vì một trung tâm thì nó có cái đường đi thi riêng á, còn ở đây cái giấy này là cái đường thi trong sân. Em sẽ chờ chụp hình lại em để góc qua bên màn hình để cho cả nhà xem. Thì cái phần thi trong sân thì nó có điểm xuất phát và điểm điểm đến á, rồi chấm điểm rồi như thế nào á cả nhà. Còn đây thì nó cũng có 2 tờ giấy, 4 con đường đi để thi, 4 con đường mình học. Thì ở đây nó sẽ có cái mô hình sẵn trên giấy, và trên cái góc này á thì nó có sẽ có cái video cho mình đó cả nhà. Mình sẽ cần test trong cái khung này thì sẽ hiện như cái video. Ở trong video thì nó có hiện lên làm cái phần thi, thầy giáo sẽ hướng dẫn cái từ điểm từ xuất phát mình chạy đến cái điểm mình kết thúc, và sẽ bị trừ điểm như thế nào, những điểm chú ý, những cái đoạn đường mà mình chú ý, những cái đoạn đường mình cần phải sang lường, sang làn xe hả, sang làn xe, và ở điểm nào mình sẽ quẹo phải quẹo trái, hãy nhớ phải hoành đầu lại nữa cả nhà. Trong cái lúc mà buổi học có thì thầy giáo sẽ dạy rất là kỹ cho mình, nên là cả nhà cũng yên tâm. Em nghĩ chắc không sao em đậu. Em dở mà em còn đậu được thì em nghĩ các cả nhà thì chắc cũng sẽ dễ đậu thôi à. Thì em thấy xong thì em học, thì em thấy cái phần học thi á cả nhà,
Thì em cũng chọn cái phần thi là em học sau 3 buổi, 6 tiếng. Thì em cũng chọn thi liền luôn ngay ngày hôm sau. Ngày hôm sau mình sẽ đến cái đúng giờ và sẽ đến đó đăng ký cái giờ đó, xong rồi mình sẽ được một tiếng. Một tiếng là trong tiếng đó thì thầy sẽ nói về nó lại là cái luật mình chạy xe như thế nào để an toàn, và những cái phần mà mình phải bị trừ điểm, và những cái phần thi, những cái luật lệ thi rồi như thế nào ở đó cả nhà. Thì mình mới xuống cái xe mình mới thi. Thì lúc đầu em cứ tưởng là mình đến thì mình cứ thi, nhưng không phải, ở nhà thì cũng sẽ được một tiếng đồng hồ, thầy sẽ dạy sơ cho mình những cái điểm mà như thế nào, mình vừa phải vừa trái như thế nào để an toàn. Và cái phần thi thì máy sẽ chấm điểm cho mình, chứ thầy sẽ không có chấm điểm, mà thầy sẽ ngồi kế bên mà để bảo vệ sự cái an toàn thôi ạ. Còn một cái bạn thi ở ngoài phía sau, bạn thi đó thì sẽ cũng sẽ chấm điểm cho mình, giống như là ngồi để làm giám khảo cho mình thôi ạ. Thì em chạy rất là cũng hồi hộp lắm cả nhà, hồi hộp mà cũng giống như kiểu tập trung quá, nên là cái phần mà lúc mà chạy lần đầu tiên hết hơn nửa đường đó, thì em vẫn chạy tốt ạ. Khi mà gần về tới nhà thì em bắt đầu em run run không biết là sao nữa, em bị trừ điểm. Thì em cũng may mắn thì em cũng đã đậu cái phần thi ở ngoài ngoài đường ạ. Thì sau khi mà mình thi đậu, số điểm là trên 70 điểm nha cả nhà. Phần thi ở ngoài sân, ngoài đường lộ á thì là 70 điểm. Thì sau khi mà mình thi xong thì mình sẽ nhận được cái tờ giấy là đóng mộc, ba cái mộc: thi đậu lý thuyết, thi đậu trong sân và thi đậu ở ngoài đường lộ. Là mình sẽ có cái tờ giấy đóng mộc, cái tờ giấy mà bữa mà mình thi lý thuyết á thì nó sẽ có cái tờ giấy đó, nó mình sẽ được đóng mộc ba cái đóng mộc một lần. Khi nào mình gớt chỗ nào thì người ta đóng mộc lần thứ hai, ví dụ như vậy ở cả nhà. Hên là em ba cái mộc là em đều đậu, thi một lần thì em đã đậu. Thì sau khi mình thi xong á thì mình sẽ được nhận cái tờ giấy đó, và mình có thể đi đến cái chỗ mà cái phòng thi lý thuyết thì mình có thể làm cái bằng liền luôn cả nhà. Ở bên đây thì em thấy làm rất là nhanh gọn, mình sẽ nhận được cái bằng liền luôn. Hôm nay thì em làm cái video này thì để chia sẻ lại cái phần thi mà của em thi thôi ạ. Xong rồi em nghĩ sẽ giúp ích được cho các chị mà chuẩn bị dự bị từ dự. Em nghĩ là sẽ có một chút kinh nghiệm cho các chị để thi, để chuẩn bị thi á. Em sẽ mong thi. Em chúc các chị, các cô, các chú, các chị nào mà chuẩn bị thi ở Hàn Quốc, thi bằng lái xe B2 và xem video của em, sẽ có một chút kinh nghiệm để được thi đậu. Thi một lần là đậu, không có phải thi thi lần thứ hai, tại vì thi lần thứ hai thì cũng được nhưng mà tốn thời gian và tốn tiền nữa cả nha. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em. Chúc cả nhà vui vẻ và tạm biệt cả nhà. Em sẽ tải những cái video về phần lý thuyết và phần thực hành sau. Mong cả nhà theo dõi và ủng hộ em. Cảm ơn và tạm biệt cả nhà.